lên này nè, đem cái chài theo để chài cá sặc, về kiếm một cái nồi lẩu mắm để cho gia đình ăn nha. Tại vì bữa tới giờ là Tết tới giờ á, là lâu lắm rồi không được ăn lẩu mắm. Thì hiện tại là bây giờ nè, ở trên cái nước này nè, cho những cái dời ngâu nhúc này nè, là của cái cô kêu là cô Út không? Cô Út đặt cho các bạn bỏ mấy cái chèo nè. Cái chèo này nè, rất là ngon, cho nên là mấy chị em mình món lại nó về nhà nhúng lẩu mắm ăn nha. Đây những chú chó xinh xắn này xuống cho em mình. Chào đó. Chài mép bên đây nè, cái hầm cá người ta cắt rồi á. Biết cho anh chài luôn hả? Ừ. Được không ta? Được, cắt rồi rồi. Đâu phải... Khi nào ta bộ cho cái hầm cá luôn không? Có. Nước ở đây giờ này nước rồi, ông chải xuống rồi nè. Khỏi cần bơi. Mình chải đây có cá không anh? Có. Chạy thử đi. Ở đâu? Ở đây ngoài sông á hả? Ừ. Vô trong cái hầm dễ thôi. Đây nè các bạn, bây giờ là từ nãy giờ là mình với chị với lại Phong thì đã tới cái hầm cá mà người ta đã tát rồi nè. Bây giờ thì sẽ quăng lưới để bung chài ở đây luôn nha. Được không? Được. Được không? Được. Hồi nào tới giờ chưa chài. Chài sao dẫn đầu tôi đi theo luôn đi à. 1 2 3. Hai, ba. Thật là kinh khủng. À, kinh khủng cái này chắc kia có con rào rồi đó. Bực bực chưa? Nhiều khi bực bực không phải là dính cá đâu mà là dính gốc của dưới. Quá. Ok, cái đó tung rồi kìa. Cá có huy không à? Huy hả? Mím. Này cái trắng nè. Con cá trắng. Cá này cá rảnh. Chuyển hướng đi. Đây của Phi không? Cá xong đi. Chưa? Đây cái coi biết ai luôn á.
Tự nhiên này thua con cá này rồi chứ. Có khi nào là con cá này đi mất tiền ta? Ngô mé thật vậy. Lâm bực bực chưa? Giờ mà bay xuống là lặn con nó vô ấy chưa? Ngô mé giờ thật chạy. Này vô mé nó chạy, chạy nó không bay xuống bờ luôn ấy. Búp đó búp chạy lại. Nó mất tiêu rồi nè. Nó con cá đây.
đúng luôn nha. Cũng làm giá chịu không chết hay nha. Sao vậy? Dạ. Dính kìa, chập kìa, chập lê, chập lê kìa. Lần đầu tiên mình đi ra đây lại ra đồng lại á, thì á ra thì chài thì đâu có cá đâu, tự nhiên cái gặp cái ghe cá nó lại giúp đầu cái giả bộ lại chài 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 cái thử hết tiền cho cái này là cho liền luôn, cố ý chứ không phải là vô tình nữa. Nói chung là cố ý đi, yêu cầu là có cá là được rồi, bất chấp là có cá gì có cá mà bất chấp. Bơi như ba tàu vậy ta. Bơi chậm chậm thôi, chờ cho ta hái chứ. Bơi gì mà không hái được luôn. Hồi giá bộ lại xin nữa bây giờ. Hái không được còn xin nữa chứ gì. Cái lạnh quá mà. Giờ đây giặt giặt áo hả chú? Ủa nha, đâu phải quý chứ bộ. Trời ơi. Cái này ngon lắm nè. Ơ giả bộ cho con bó coi. Thôi thôi nó vậy chứ nó này nhiều rồi, nhiều lắm rồi. Nó nói bà gì nó mới bị lắm. Nè bên đây nè. Ở bên đây ngóc chân nè. Chạy những cái chào luôn đó. Chào đó. Kinh khủng không? Hại con luôn. Ở cái này là bắt chưa? Đi đâu cũng gặp ẻm. Không bơi đi đâu hả? Không không. Bơi đi. Cái xuồng là xuồng mượn đó, chứ không phải là xuồng nhà nè. Đâu. Bơi trả xuồng nè. Rồi. Giờ mình qua bên kia mình hái kim nhiêu đi ra rồi hả? Thôi chị ra ngổ đi chị. Con ơi ha, ngổ, đúng không? Cái này ăn mà giống ngổ vậy. Được không? Không biết nữa. Được. Được hả? Được. Vậy mình bơi hái đi. Ủa không?
rau gỗ này là tự mọc hay là nhà trồng vậy? Tự mọc. Tự mọc hả? Lại. Vậy cho xin dạy đọt ha. Con xin dạy đọt nha Dưỡng Út. Bộ không lấy rau nhút ra nha, xin rau gỗ. Rồi tới không ơi. Ai rau nhút bên đây ngon lắm nè. Từ từ thôi. Ủa gạo không? Gạo thập cẩm. Gạo thập cẩm luôn. Nè, gạo ngổ ở đây ngon hơn. Cò bay luôn kìa. Ơi, gạo ngổ ngon thứ ghê luôn á. Gạo ngổ này ngon, từ luôn ngon mà tươi xanh á. Các bạn ơi, mình hái thử cho các bạn coi còn gạo ngổ. Ồ ồ. Còn gì bằng nữa, cái này mà hấp cá lóc một cái rồi. Nhấc thêm một bên cái nách bên kia luôn. Mẹ nghe rồi, kêu hoài. Có. Có. Chiếc này ăn dĩnh mỏ luôn. Trời ơi. Nó mừng còn hơn là mẹ nó mới đi chợ về nữa. Thôi có cá bự rồi, ve quyết tử luôn. Giống mẹ nó, có đồ ăn lại về. Hiểu ý ghê thiệt chứ. Đây, cá thì mình đã làm xong rồi nè các bạn. Thì mấy anh hồi nãy cho mình hai cá đó. Cái phần này thì mình sẽ nấu lẩu mắm nha. Đó, nhúng mắm. Đây là cái phần mắm cá chốt mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Một hồi mình sẽ chế nước vô rồi mình đem đi nấu cho nó rã mấy cái mắm này ra. Xong rồi mình lượt lại mình mới nêm nếm mình nấu mình ăn nha. Đây, phần cá thì mình sẽ ướp phần cá. Tỏi phi. Cho miếng tỏi phi vào đây, thơm. Miếng bột ngọt. Hạt nêm. Đường. Nhúng mắm nó rất là ngon. Còn cái phần rau thì bé Dương đang lặt. Hôm nay thì mình ăn kèm là có rau nhút nè, rau ngổ nè, hủ qua, rồi cà, rồi lục bình, rồi điên điển, rau muống, với lại cùn nèo đó các bạn. Hôm nay là ăn rau không mà cũng ngon đó. Toàn là rau đồng không luôn. Rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước vô cái nồi này để mình đi nấu nha. Đây, mắm mình nấu từ nãy giờ là nó cũng gã hết rồi các bạn. Nè, nó không có còn cái gì nữa nè. Bây giờ thì mình sẽ lột lại nha. Mình qua cái chảo này để mình nấu. Mình nấu luôn. Cặn này còn là các bạn hồi mình đã nước lạnh đó. Rồi cái đầu mình giã ra nữa nha. Giã ra cái mình chế luôn. Cái này lên là nấu luôn.
mình có lộc ăn rồi. Cái này lẩu mắm quá ngon. Cái phần mắm này á, thì mình chỉ nêm là muối với lại đường thôi nha các bạn. Tại vì mắm mình không có nêm bột ngọt với hạt nêm, tại vì nó sẽ rất là tanh. Đây là đường. Thì đường thì mình sẽ đẩy hơi nhiều một chút xíu, tại vì mắm nó rất là mặn. 4 muỗng đường. Cái phần xả băm mình đã băm sẵn rồi nè, mình sẽ cho vô đây luôn. Xả nhiều nó sẽ rất là ngon. Mắm mà hiếu mùa xả là ăn nó kỳ lắm các bạn. Không muốn thơm. Rồi như vậy một hồi mình đem ra mình nhúng mình ăn được hết rồi. Xong cái nồi lẩu mắm. Đây lẩu mắm thì mình đã nấu xong rồi nè các bạn. Bây giờ thì mở nắp ra. Wow, sợ bột luôn. Để cá vô nè. Cá đâu mẹ? Đây nè. Cá bự á. Bự cho mẹ. Hấp dẫn quá. Dẫn quá đi. Đây là cái phần rau nè. Trời ơi, đủ loại rau luôn. Còn bộ là rau đồng không luôn. Rau má, khổ qua, cà. Thả cà vô trước đi. Cà nè, rồi rau nhút nè, bắp chuối, rau muống, rau ngổ, điên biển, bông lục bình. Còn này là quế. Nhìn cái mâm rau không mà chảy nước miếng. Mâm rau cũng bưng mâm rau đi trốn nha. Rau mắm gì mẹ? Mẹ con lấy rau này vô nè. Mẹ con lấy rau này bỏ vô đó nè. Chờ đợi nó sôi lên một cái nữa là bắt đầu ăn. Mẹ thả bông điên điển vô nè. Nó sôi thả bông điên điển. Rau muống vô luôn nè. Rau muống vô luôn đi. Tại vì rau muống nó không dính đâu. Để tưới vô. Để tưới chừng nào chín rồi. Chín vào mới. Chờ 50 giây. Nhìn mâm rau rất là hấp dẫn luôn các bạn, rất là ngon. Bắp chuối, rau nhút, rau muống, rau ngổ, rồi bông lục bình nữa. Quá chừng hấp dẫn. Cái này hồi nãy em nói là cho ông cù nèo. Út miêu miêu bún không phải không? Này thơm quá. Mẹ gắp bún cho con. Bún con hả? Dì ba kìa. Dì chén dì ba gắp cho con bún. Rồi. Không cử nổi ăn bún không luôn. Em cũng ăn bún luôn. Mẹ ăn bún rồi. Ăn bún không luôn hả? Hai quả? Chờ cá. Cá nhất chú ơi. Ăn bún chứ cá sao? Dì ba ơi, chạy quá hay. Hay quá. Cha mắt con cá của người ta luôn cha. Chạy quá hay. Mới đầu chị thấy cá ngợp chạy cái đầu không dính, không dính cái bắt đầu cái người ta kêu nè bây giờ anh hãy xuống đây con cá này em chạy dính lên tặng em thêm con nữa, chạy bắt đầu mắc con cá của người ta luôn. Đây lẩu mắm của mình nó đã sôi rồi nè các bạn. Mẹ ơi thì bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú anh chị các bạn cùng ăn lẩu mắm với lại gia đình mình nha. Rồi đã gia đình mình ăn thôi. Bún không nè, còn ăn đi. Mời cô chú ăn bún coi. Dạ, hỏi cái gì cơm hay bún đó. Mời cô chú ăn lẩu cho. Rồi quá. Thầy thì mình sẽ ăn chung với bún nha. Mời cả nhà. Trang trang à, trang này cái gì? Trang này. Lần nhất hồi nãy chị không có lặt ra. Không có. Con nó khó cần rồi mẹ. Đó là cái mẹ. Mà nó để dẹo không nè. Ăn nữa không? Có nữa không? Mời cả nhà ăn cơm. Con ăn hai cái luôn. Ăn hai cái thôi. Nói là tại chị còn. Vậy là xong rồi đó. Là xong rồi đó. Vương quốc một phát hết liền. Cơ là nửa giờ. Nào ăn cũng không không. Chị giá bộ đi chạy nó có lọc ăn đó cha. Nhớ cự đi chạy.
mà đi vòng vòng nít ghe của người ta chạy á. Thấy động lòng đó thôi. Đi theo nít ghe đâu dám chạy chứ cũng mặt đâu. Ăn ngon không nhỉ? Ăn hồng thanh nào. Trời, đang phải tao thấy tao đau. Để đó mấy ông sợ đói đó các bạn. Dính tà mà cá hơn. Ai mới bắt đầu tà mà dính hơn. Như con. Như con mà. Như đứa há hả? Ừ. Có cá nhỏ không sao bắt. Cá nhỏ vậy chứ không biết đâu. Cá nhỏ thương. Cá nhỏ vậy nhí chê. À. Cá không ngoài gắt cho ta. Cá con. Hả? Có cá không? Cá nhỏ vừa để con ăn mà về tới hỏi mẹ có cá bự không? Ờ. À. Thử như mua quà nè. Con cũng mới ngon mà. Ừ. Con nhúc thì nhúng mắm là ngon cực kỳ. Ừ. Nhưng mà hủ qua nụ mất năm thì rất già mới có chứ đâu có. Hủ qua nụ lọt lột cũng ngon. Thiệt là may mắn luôn các bạn. Thì cảm ơn tất cả các chú anh chị các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì gia đình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.